Đấy thì hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái từ vựng này nhé. Thứ nhất là bài của chúng ta hôm nay là bài số 1. Và ở trong tiếng Nhật thì bài số 1 nó được đọc là Daikka. Daikka. Thì chúng ta có thể thấy là đa phần là những cái từ vựng của chúng ta sẽ được viết bằng kanji hoặc là hiragana hoặc là katakana. Tuy nhiên ý, thì là những cái chữ kanji ý, thì nếu như các bạn chưa quen thì là các bạn sẽ rất là khó để mà đọc được ngay. Vì vậy nên là gì ạ? Vì vậy ở trên đầu của cái chữ hiragana này này, trên đầu của những cái chữ kanji này này, nó có một cái là furigana, cái chữ hiragana ở trên ý, nó được gọi là furigana. Đấy, furigana. Đấy. Cái gana ấy thì nó là biến âm của cái chữ kana, tức là những cái chữ mà chúng ta học ở trong gọi là những chữ cái, những chữ đơn đấy. Còn cái furi ấy thì nó xuất phát từ cái động từ là furimasu, furidu, thì nó có nghĩa là rơi, rụng xuống. Nếu mà các bạn ở Nhật, nếu mà ví dụ như chị Diệp ở Nhật này, hay là các bạn mà có ăn đồ Nhật hay là mua đồ Nhật ấy, thì các bạn sẽ biết đấy, một cái món đấy là cái gia vị sắc cơm ở Nhật, nó được gọi là furikake. Đây là một cái rất là, nói ngon thì cũng chưa chắc đã là ngon, nhưng mà nó rất là hay. Chị Diệp có sử dụng cái furikake không? Ngày xưa hồi hồi trước thì mê lắm, bây giờ thì hết rồi. Cái đấy thì ăn nó Ăn rất là khá là vui. tiện. Ăn nó khá là tiện. Nó giống cả, nếu như bạn nào không biết thì nó sẽ giống như là cái muối vừng của Việt Nam ấy, tuy nhiên là nó sẽ có rất là nhiều vị, trong đó bao gồm là những cái vị rất là nổi tiếng, ví dụ như vị trứng này, vị song biển này, hay là vị salad này, vị thịt bò này, nói chung là có rất là nhiều loại. Đấy, thì nếu như bạn nào có cơ hội thì chúng ta hãy thử nhé. Chúng ta nhé, ở trong cái Quizlet Sensei hôm trước Sensei cũng có nói rồi, đấy là gì ạ? Sensei sẽ cực kỳ muốn là các bạn sử dụng thật là nhiều kanji ngay từ đầu. Sử dụng ở đây ấy, thì không phải là các bạn cứ phải viết được, các bạn cứ phải đọc được thì đấy mới là sử dụng nhá, mà tức là các bạn chỉ cần mỗi một lần các bạn nhìn ấy, thì đấy là một lần các bạn coi như là tiếp xúc với cái kanji đó, thì tức là một lần các bạn ghi nhớ rồi, lâu dần thì nó sẽ trở thành quen thôi. Vọng đọc cho dê nào, chữ đầu tiên là gì đây em? Watashi đúng không? Ok, chữ thứ hai là gì nào? Từ thứ hai nào? Watashi. Ok, watashi, watashitachi đúng không? Watashi ở trong tiếng Nhật thì nó sẽ là tôi này. Đấy, watashitachi thì sẽ là chúng tôi. Đấy, chúng tôi nhá. Anohito đúng không? Từ tiếp theo là Anohito này. Anohito các bạn đọc theo sensei nhá, đọc cùng với sensei nhá. Anohito này thì có nghĩa là gì? Người kia. Đấy, Anohito là người kia. Đấy. Anokata là vị kia. Đấy. Thế các bạn có thấy là người kia với vị kia nó khác gì nhau không? Sánh, em có thấy người kia vị kia nó khác gì nhau? Em chả rõ lắm. Chả rõ lắm đúng không? Đơn giản thôi, người kia thì nó kém lịch sự hơn Trang vị kia, trọng. đúng rồi, trang trọng hơn đúng không? Đấy, trang trọng hơn. Đấy. Rồi tiếp theo là sensei, sensei là gì đấy các bạn? Giáo viên. Không phải giáo viên nhá, không phải giáo viên nhá, mà là thầy hoặc là cô giáo. Cái từ sensei ấy thì chữ Hán của nó này, chữ Hán của nó là chữ tiên và chữ sinh, tức là ghép lại thành tiên sinh. Thì các bạn có thể sử dụng cái chữ sensei này đối với cả bác sĩ nữa nhé. Đấy, tức là các bạn đi vào trong bệnh viện, các bạn có thể hỏi là sensei, thế này sensei, họ sensei em bị làm sao đấy chẳng hạn. Đấy. Còn cái từ ở dưới này, kyoshi. Nếu như bạn nào có nhớ cái bài hôm trước ấy, thì kyoshi nó mới có nghĩa là gì nhỉ các bạn? Kyoshi có nghĩa là sinh viên, giáo viên nha mọi người nha. Giáo viên này. Thì trước hết, trước khi mà chúng ta sẽ vào cái phần ngữ pháp này, thì chúng ta sẽ nhìn cho lên xuống dưới này này. Ở đây thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cả chữ Hán, và cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ nhớ cho C 10 chữ Hán cơ bản. Nó chính là nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Tương đương với cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta thì đã học cái cách để mà chúng ta nói rồi đúng không? Các bạn đều đã học cái cách mà nói rồi, chúng ta sẽ đọc là gì? Số 1 chúng ta sẽ đọc là Ichi, số 2 là gì? Ni Ni, số 3 là san San, số 4 yong Yong hoặc là chi Chi, số 5 go Go, số 6 roku Roku, số 7 nada hoặc là chi Chi, số 8 hachi Hachi, số 9 Q Q, hoặc là cư
Cư, chính xác. Rồi, ok. Số 10. Nhá, cố gắng này, cũng giống như là hiragana nhá, các bạn cố gắng là viết cái chữ kanji ấy, nó đúng nét cho sensei. Đấy, chúng ta sẽ có 1, 2, 3 đúng không? Nhất, nhị, tam này là rất là dễ đúng không? Số chữ nhất là 1 thì nó là 1 gạch. Chữ nhị là nhị là 2, có nghĩa là 2 gạch. Số tam là 3 thì là 3 gạch đúng không? Nhớ là cái tỷ lệ những cái gạch đấy nó với nhau nhá. Đấy. Như là số 2 đúng không? Chữ nhị đúng không? Thì là gì? Nét trên ngắn hơn nét dưới. Chữ tam thì là gì? Nét giữa ngắn nhất rồi đến nét trên cùng rồi mới đến là nét cuối nha. Chữ này là chữ lục này. Đấy. Chữ thất này. Các bạn có thể nhìn thấy chữ thất giống như một chữ gì mà chúng ta đã học ở katakana. Đố các bạn nào nhớ? Hi. Hi á? Không phải hi. Chữ C. Đúng rồi, chữ C. Đúng rồi, chữ C nha. Đấy, tiếp theo này. Tứ này, ngũ này và cửu thập này. Chữ thập chắc là quá là quen thuộc rồi đúng không? Chữ thập thì quá là quen thuộc rồi bởi vì là gì? Chúng ta có hội chữ thập đỏ này. Đấy. Còn là gì ạ? Chữ ngũ thì các bạn giờ các bạn nhìn chữ ngũ các bạn sẽ tưởng tượng ngay là bắt chân chữ ngũ là bắt chân thế nào nhỉ? Vậy thì tiếp theo là gì ạ? Chúng ta nhìn này. Đây là chữ tuế này. Đấy đúng không? Ở trên này chữ tuế đọc là sai có nghĩa là tuổi. Như vậy theo các bạn khi mà các bạn đã nắm được rồi ấy, thì đây có nghĩa là như thế nào? Nhất tuế có nghĩa là mấy tuổi đấy? Một tuổi đúng không? Một tuổi thì chúng ta sẽ đọc là gì? Isai. Đúng rồi. Đây, một tuổi thì chúng ta sẽ đọc là Isai, đúng không ạ? Rồi, nghĩa là một tuổi này. Hai tuổi thì chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ đọc là? Nisai. Nisai, chính xác. Ba tuổi? Sansai. Sansai. Rồi, ở dưới bốn tuổi nào? Yonsai. Yonsai. Rồi, năm tuổi? Gosai. Rồi, 6 tuổi nào? Rokusai đúng không? Rokusai này. Rồi, 7 tuổi? Nanasai. Rồi, 8 tuổi? Hasai. Rồi, may không có bạn nào Hachisai đúng không? Hasai này. Ok. À, 9 tuổi? Kyusai. Và 10 tuổi? Jiusai. Jutsai đúng không? Và đây, nhị thập tuế thì là bao tuổi đây? Hatachi đúng không? Cái chỗ này thì nó không có sai nhá. Mặc dù ở trong chữ Hán của nó thì vẫn có chữ tuế như bình thường nhưng mà nó lại là Hatachi đấy. Các bạn ok chưa? Đây này, đây cái chữ Hán để mà chúng ta đọc thì nó cũng chỉ như thế này mà thôi. Tức là gì? Chúng ta miễn là gì? Chúng ta đáp ứng được hai nhu cầu của nó. Nếu mà chúng ta đọc ra thành tiếng thì chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải nhớ cái âm nhật của nó. Nếu như chúng ta chỉ đọc để mà phục vụ cho cái việc là chúng ta dịch ấy, thì chúng ta chỉ việc là gì? Nhớ được rằng là gì? Nó có nghĩa là gì? Chấm hết. Thì cái phần từ vựng này chúng ta sẽ cố gắng nhớ theo cái sơ đồ này cho sensei. Đấy, sensei thì có hướng dẫn các bạn làm một cái sơ đồ theo kiểu là nó là cái sơ đồ mà gọi là min map ấy, sơ đồ tư duy ấy. Các bạn cố gắng là nhớ cái từ vựng cho sensei. Bởi vì là gì ạ? Thông thường thì các bạn sẽ khá là khó nhớ theo một cái mô típ bình thường. Tuy nhiên là các bạn có thể là nhớ theo cái mô típ này. Đầu tiên là gì ạ? Cái tập trung cơ bản đầu tiên là chúng ta có thể thấy ở trong cái này vị trí trung tâm nó là cái phần giới thiệu bản thân. Thì giới thiệu bản thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải nhớ là gì ạ? Tôi là gì mọi người? Watashi, chính xác. Rồi là gì? Khi mà giới thiệu về nghề nghiệp này, giới thiệu tên này, tuổi này, quốc tịch này. Đầu tiên là nghề nghiệp thì chúng ta có nghề nghiệp là gì nhỉ? Oshigoto. Đúng không? Oshigoto này. Tên là namae này, tuổi là sai này, quốc tịch thì là chúng ta nhớ này là gì đó này. Thì là gì ạ? Ở đây chúng ta có cái phần nghề nghiệp nhá. Về phần nghề nghiệp này thì chúng ta chia ra được thành rất là nhiều, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái hỏi công việc là gì thì tí nữa chúng ta sẽ biết này. Đấy là gì ạ? Nơi trốn thì tức là gì? Chúng ta có thể thấy ở trong cái phần từ vựng của chúng ta ấy, sẽ có rất là nhiều những cái từ vựng liên quan đến nơi trốn, đúng không? Nhưng mà cái điểm chung của những cái từ vựng đấy ấy, thì là gì ạ? Đều là nằm ở những cái việc là nơi trốn của cái nghề nghiệp đó. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta có là trường đại học này. Thì đại học thì là bao gồm của những cái nghề gì ạ? Chúng ta có là gì? Thầy giáo này. Chúng ta có học sinh này. Chúng ta có nhà nghiên cứu này. Đúng không? Rồi là bệnh viện đúng không? Bệnh viện thì chúng ta bao gồm là bác sĩ. Rồi là gì? Nhân viên công ty. Nhân viên công ty thì cái từ công ty thì thực ra là chúng ta chưa học. Nhưng mà thực tế ra thì nó rất là dễ. Bởi vì là gì? Kaisha in. Kaisha in. Kaisha nó chính là nhân viên là công ty rồi ạ.
đấy, hay là Ginko In thì Ginko nó chính là ngân hàng rồi đấy. Đấy thì là từ những cái đấy thì chúng ta có thể nhớ được nhá. Đấy. Cái sơ đồ này là sensei hướng dẫn cho các bạn để các bạn sẽ biết cách là tổng hợp những cái từ vựng theo cái nó có một cái tư duy rõ ràng để các bạn nhớ này. Tiếp theo là tên này, tên thì chúng ta có là namae đúng không? Namae này. Tuổi này thì nhớ cách đếm tuổi là sai này. Quốc tịch thì chúng ta sẽ nhớ một số những cái nước cơ bản, ví dụ America, Nihon hay là gì Vietnam. Thì nếu như bạn nào còn nhớ ở trong bài trước ấy, thì sensei có nói ấy, đấy là nói về quốc tịch thì chúng ta chỉ cần là quốc gia cộng với cả chữ Jin là được. Vietnam Jin là người Việt Nam, America Jin là người Mỹ, Nihon Jin là người Nhật, đúng không ạ? Giới thiệu về tên người khác, giới thiệu về người khác thì trong chỗ tất cả những cái này thì nó rất là bình thường thôi, cũng giống như là giới thiệu bản thân thôi. Tuy nhiên sẽ có một cái khác, đấy là ở cái tên của người khác thì đi kèm đằng sau nó sẽ phải có là tiếp vị ngữ. Tiếp vị ngữ nó là cái gì? Nó chính là hậu tố đằng sau tên người đấy ạ, chính là sằng chằng cừn. Sằng chằng cừn đấy, thì các bạn xem là mình sau khi mà mình viết được cái một cái là sơ đồ như thế này, đây là sensei viết bằng tiếng Việt nhá. Còn khi mà các bạn viết bằng tiếng khi mà các bạn làm hãy cố gắng là nhớ bằng tiếng Nhật, thế nên là hãy nhớ thật là càng nhiều càng tốt và vẽ một cái sơ đồ nó càng chi tiết càng tốt. Có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây ấy, thì ở đây này chúng ta thấy là gì ạ, có cái chỗ là trợ từ ở đây này, watashi ở đằng sau này, ở đây nó là trợ từ nhá, chứ không phải là chữ cái, nó không phải là watashi ha mà chúng ta sẽ đọc là watashi wa nha mọi người nha. Ở đây sẽ là gì? Watashi wa Mike Mida desu. Watashi wa Mike Mida desu. Watashi là tôi, Mike Mida là tên riêng, là Mike Miller. Như vậy là ở đây thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì? Watashi wa Mike Mida thì nó có nghĩa là gì? Watashi wa Mike Mida desu nó sẽ có nghĩa là gì mọi người? Tôi là Mike. Ok, tôi là Mike Mida đúng không? Ok, tiếp theo này. Santos-san wa Santos-san wa gakusei ja arimasen, hoặc là dewa arimasen. Santos-san wa gakusei ja arimasen, hoặc là dewa arimasen. Rồi, ok. Santos-san là anh Santos. Santos-san wa gakusei ja arimasen. Ja arimasen là câu phủ định, không phải. Ngữ pháp của chúng ta là như sau. Câu đầu tiên này, watashi, chữ Hán này là watashi này. Watashi, cái chữ này, cái chữ ha này các bạn sẽ đọc là wa nhé. Đấy. Watashi wa gakusei, à quên, watashi wa gokuan desu. Gokuan desu. Và câu thứ hai, watashi wa gakusei ja arimasen. Ja arimasen. Ngữ pháp đầu tiên của chúng ta sẽ là về hai cái này, desu và ja arimasen. Với cấu trúc đầu tiên thì chúng ta sẽ có là N1 là N2. Cấu trúc thứ hai, N1 không phải N2. Vậy thì sử dụng cái kiến thức về cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, các bạn nào có bạn nào cho sensei biết N ở đây nó là cái gì không? Danh từ đúng không? Vậy danh từ nó là cái gì? Chỉ sự vật. Sự vật. Gì nữa? Gì nữa? Con người. Con người. Gì nữa? Vị trí, địa điểm. Vị trí, địa điểm. À, các bạn viết danh ở trong tiếng Hán nghĩa là gì không? Tên. Tên đúng không? Tên. Vậy, danh từ. Vậy danh từ là gì? Danh từ rất đơn giản. Nó là những cái từ chỉ tên. Thế nào là những từ chỉ tên? Mà thế nào là tên đã? Tên thì chúng ta có tên chung và tên riêng. Thì tương tự như thế chúng ta có danh từ chung và danh từ riêng. Ví dụ ở trong lớp của chúng ta, mỗi một người chúng ta đều có một cái tên đúng không ạ? Mỗi người chúng ta có một cái tên khác nhau. Đấy. Thì đấy, cái tên đấy được gọi là tên riêng, đúng chưa? Tương tự như thế thì chúng ta sẽ là danh từ riêng. Vậy danh từ chung nó là những cái gì? Danh từ chung là những cái tên chung của chúng ta. Ví dụ các bạn nữ ở trong lớp thì chúng ta gọi là con gái. Các bạn nam ở trong lớp thì chúng ta gọi là các bạn trai hay là con trai, đúng không? Nhưng mà tổng hợp lại thêm nữa thì tất cả chúng ta đều là con người. Đúng không ạ? Thì người này hay là gì? Con trai này hay là con gái, đấy là những cái từ chỉ ở chung, những cái danh từ chung, đúng không ạ? Tóm lại, danh từ là những cái từ chỉ tên. Đấy. Mà tên thì ở đây thì chúng ta có danh từ chung hay là danh từ riêng. Chúng ta sẽ dựa vào ý nghĩa để chúng ta phân loại những cái từ vựng
và chúng ta chỉ cần lắp nó vào thôi. N1 qua N2 this thì nó sẽ có nghĩa là N1 là N2. N1 qua N2 ja arimasen. Hoặc nếu như lúc nãy các bạn có để ý ở trong cái quyển sách ấy thì nó sẽ ghi là N1 qua de wa arimasen. Nó cũng sẽ là gì? N1 không phải là N2. Đấy, N1 không phải là N2. N1 là N2. Đấy. Hai cái cấu trúc này là hai cái cấu trúc cơ bản đầu tiên mà chúng ta sẽ học. Đấy. Thực tế ra ấy, thì chúng ta tự chung nó lại thì chỉ có một cấu trúc ở đây thôi. Đó chính là N1 qua N2. Và chúng ta sẽ liên kết với những cái đuôi đằng sau. Nếu như là des thì nó sẽ là gì? Khẳng định. Còn nếu như mà là ja arimasen thì nó sẽ là phủ định. Khi mà kết hợp với những cái từ vựng ở trong cái phần mà chúng ta đã học ấy, thì ở đây chúng ta có cái đầu tiên này là chúng ta giới thiệu bản thân đã đây. Giới thiệu bản thân thì bao gồm là gồm nghề nghiệp này, tên này, tuổi và quốc tịch. Thì chúng ta hãy thử nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái thông tin. Ở đây watashi nó đóng vai trò là gì? Đều là N1. Đúng không ạ? Đấy, watashi nó đều đóng vai trò là N1. N2 thì nó sẽ là những cái thông tin khác nhau. Nó có thể là gì? Là tên, gốc cư anh. Nó là nghề nghiệp, kyoshi. Nó là gì ạ? À, nó là tuổi tác, nishu, kyusai desu. Nó là gì ạ? Quốc tịch, betonamushin desu. Kết luận lại ấy, thì sẽ có một cái sơ đồ về cái ngữ pháp được phát biểu như thế này. Thì cái nội dung bao trùm của cái phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay nó là N1 qua N2. Đấy. N1 qua N2 với hai dạng cơ bản là des với cả ja arimasen. Đấy. Ngoài cái hai dạng cơ bản này ra, chúng ta có cái dạng cá, đây là câu hỏi đúng không? Và có ba dạng câu hỏi là nghi vấn, xác nhận này, nghi vấn này, lựa chọn này. Đấy. Đối với cả xác nhận thì chúng ta có hay hoặc là ie. Hay thì chúng ta còn có một cái cách nói nó kiểu nó dân dã hơn là e. Tuy nhiên là khi mà các bạn chưa sử dụng mà nó quen ấy, thì các bạn cứ sử dụng hay cho sensei nhé. Nghi vấn thì các bạn nhớ cho sensei là chúng ta cần chú ý đến cái nghi vấn từ. Câu hỏi lựa chọn thì đấy, chúng ta là chọn một trong hai đấy. À. Tiếp theo thì là gì ạ? Ở đây nó gọi là cụm danh từ. Thì sẽ bao gồm hai cái. Thứ nhất là N1 to N2. Cụm này có nghĩa là N1 và N2. Đấy. Và nhớ rằng là tố nó chỉ nối giữa những cái danh từ nó tương đương nhau. Còn là gì ạ? N1 no N2. Thì N1 bổ nghĩa cho N2. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có một cái trợ từ khác nữa là trợ từ mô, mang hai nghĩa, một là cũng, hai là đều. Đấy. Ở trên CC cũng đã nói rõ rồi. Đấy.